Chào các bác nhá. Shop bán phụ kiện online Tân Ánh Ngọc Ánh nhé, chào toàn thể anh em. Một trong những mặt hàng mà shop kinh doanh đó là cái xào gác chim, xào rút nhá, xào gác chim, xào treo chim. Hàng lại về nhiều để phục vụ các bác nhá. Số lượng hàng về rất là nhiều, đủ các chủng loại luôn. 6 mét này các bác này. Đây nhá. Đây là cây 6 mét nhá. 6 mét này. 5 mét này. Nha các bác nhá. Hàng 5 mét này. Đấy, hàng 5 mét này. Hàng 5 mét. Hàng 4 mét nhá. Hàng 4 mét. Đây bên này là 4 mét. 4 mét nhá. Đấy, 4 mét này. Toàn bộ hàng này ấy, nó là hàng dày các bác nhá, hàng dày. Thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bác về cái xào này để cho các bác nào mà mới chơi chưa nắm được nhá. Đây. Tôi lấy ví dụ là cái cây xào 6 mét này nhá. Cây xào 6 mét này này. Chất liệu nó là chất liệu inox. Hàng này là hàng dày. Anh em vẫn gọi là hàng dày ni 2 đấy, mà nói chung là xưởng gửi cho mình thì xưởng báo là hàng ni 2. Nhưng mà thực chất của nó thì nó sẽ không đạt đủ tiêu chuẩn ni 2 đâu. Nhưng nó là hàng dày nhá. Hàng dày này 6 mét thì nó sẽ có 1 2 3 4 có 5 khúc nhá. Đấy, 6 mét là có 5 khúc này. Đấy, 6 mét có 5 khúc. Nha các bác nghe, 6 mét có 5 khúc này. Đây. Em quay gần này. Đây nhá, cái cơ cấu này ấy, thì xào nào giống như xào nào. Cái khớp này. Đó là cái trong này ấy, nó có một cái khóa, cái bi gọi là bi bằng nhựa. Các bác nhá, bi bằng nhựa. Thì các bác xoáy vào là chặt khóa, các bác xoáy ra là mở khóa và các bác sẽ rút lên được. Sẽ rút lên rút xuống được nhá, xoáy vào thì sẽ khóa cái khóa lại nhá. Tất cả các khớp đều giống nhau như vậy nhá. Đấy. Nhá. Đấy, xoáy vào là nó khóa, xoáy ra là nó mở nhá. Còn phía trên này. Phía trên này. Đó là có con ốc rất là dày. Tán 2IV, hai bên 2IV nhá, để cho nó vững. Và cái gen này thì nó là gen 8 ly, gen 8 ly nhá. Đó, gen 8 ly. Đây gen 8 ly như này. Gen 8 ly này. Hai đầu hai ốc này, hai đầu hai ốc nhá. Đấy. Thế còn về giá của cây xào này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp để cho nó biết rõ ràng hơn. Nó rất là nhiều chủng loại. 6 mét giá khác, 4 mét giá khác, 5 mét giá khác. Thế còn cây xào này thì có một số phụ kiện đi theo nhá, phụ kiện đi theo. Điển hình đó là cái gọi là cái áo đeo xào. Áo đeo xào các bác nhé. Áo đeo xào lần này hàng về rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Số lượng thì có rất là nhiều. Đây các bác nhá. Số lượng có nhiều cả bao luôn. Các bác có thể mua theo xào hoặc các bác mua này á. Đây là cho các bác xem cụ thể một cái áo nhá, áo đeo xào. Vải là vải ngụy trang màu như này các bác nhá. Dây đeo chắc chắn này. Ở phía trên có khóa này, đây có khóa này. Đấy. Thế giờ mình sẽ thả cái xào vào. Đây là tôi cho cái xào 6 mét nhá. Xào 6 mét thả vào đây. Đợt này may áo xào ấy thì sẽ dài thoải mái cho các bác, ngập cả cây xào luôn. Các bác kéo vào cái khóa lại. Còn đây là cái dây đeo. Dây đeo đợt này ấy, thì cũng được cải tiến hơn đợt trước rất nhiều. Đợt trước là xưởng may là họ không để ý. Họ may cái phần gốc rồi này. Phần gốc ở lên trên quá. Lên trên quá. Khi các bác đeo lên vai ấy, thì cái phần ngọn này hay rút xuống hay bị bành đít lên. Thế còn bây giờ ấy là shop đã yêu cầu xưởng may lại. Đó là may cái phần đuôi này, dài xuống phía dưới. Dài xuống phía dưới để giúp các bác đeo lên vai này. Đấy. Là cây xào nó sẽ nó vững, nó không bị bành ngọn nhé. Đeo lên vai hoặc là đeo chéo lưng. Đấy, cái này đeo rất là vững, không có bị bành, không bập bành nhé. Không bập bành như là cái mẫu áo xào cũ. Đây là cái mẫu áo xào mới các bác nhé. Đây là cái mẫu áo xào. Cái áo xào này thì các bác mua theo xào ấy, nó là giá gốc ấy. Giá gốc luôn là 40.000 các bác nhé. 40.000 là giá gốc mua theo xào. Còn các bác mua lẻ thì các bác phải chịu thêm cái tiền phí ship nữa nhá. Là cái áo xào này. Bác nào có nhu cầu cần một cái móc treo lồng thì sẽ có cái móc treo lồng cho các bác nhé. Móc treo lồng. Cái móc này ngày xưa mà tôi có thời gian ấy, tôi mua thép, mua ốc về tôi tự uốn tự hàn được ấy, thì nói chung là lấy các bác là có 10.000 thôi, gọi là tiền vật liệu thôi. Nhưng mà dạo này là tôi không làm được, chủ yếu là phải thuê thợ.
thuê thợ hàn cơ khí ấy, họ làm cho. Thì cái móc này nó là 20.000 các bác nhé. Đây sẽ là 20.000. 20.000 nó là giá gốc vậy, giá mua theo xào đấy các bác nhé. 20.000 cái móc này. Đây gọi là cái móc treo xào này, con ốc 8 ly xoáy vào rất là chắc chắn. Nhá, móc treo xào này. Thế còn về câu niêm thì đợt này là sẽ hết cái hàng câu niêm rèn thép đen nhá. Đợt này là shop lại liên hệ đặt được cái hàng câu niêm gọi là câu niêm bằng inox các bác này. Ở đây em bước lên. Câu niêm bằng inox nha các bác nhá. Đây câu niêm bằng inox. Đây. Câu niêm bằng inox này. Câu niêm này nó được cắt bằng miếng tôn inox. Nguyên miếng tôn inox. Và miếng tôn này là miếng tôn dày 2 ly. 2 ly nhưng mà thực ra là nó cũng không được đủ 2 ly đâu, nó là ly 8 ấy các bác nhé. Người ta nói 2 ly thực ra nó là 2 ly thiếu. Ly 8 với ly 9 ấy. Cắt bằng miếng tôn inox. Và tôn inox này ấy, thuộc cái dạng gọi là inox nhiễm các bác nhé. Inox nhiễm từ có nghĩa là các bác có thả lâm châm ở đây ấy, thì nó vẫn dính. Nhưng mà nó trắng bung này nó không có bị gì nhá. Nó không bị gì. Cái dòng này gọi là dòng inox nhiễm. Đấy. Câu niêm thì nó gọi là câu niêm kép hai nữa như này. Nhá, giá câu niêm này thì nó vẫn là 120.000. 120.000 các bác mua theo sàng. Thế còn hàng câu niêm đen thì đợt này là sẽ không có các bác nhé. Đợt này mới đặt được cái hàng cắt inox này. Nó sẽ đẹp hơn. Đấy các bác này. Đấy, số lượng cũng rất là nhiều nhá. À. Thì bây giờ là có sào này. Một phụ kiện đi theo này, có áo đeo này, có móc treo này, có câu niêm này. Thì các bác dùng trong mục đích nào thì các bác mua nhé. Ví dụ như câu niêm các bác giật cành hoặc là đi gác cu thì các bác mua cái móc treo nhé. Thế còn để cụ thể về cái sào này để cho các bác nắm được nhé, các bác nắm được thì nó là sào 6m, bây giờ cái loại 5m nhá em đứng đây. Cái loại 5m và 6m thì shop chỉ có kinh doanh hàng sào dày thôi. Kinh doanh hàng sào dày. Đấy. 5m và 6m nhá, là chỉ có mẫu sào dày thôi. Thì để cụ thể cho các bác nắm được thì nó là căn cứ dày hay mẫu thì phải căn cứ vào khối lượng. Căn cứ vào khối lượng nhá. Đối với cái sào 6m dày, các bác này, nói dày hay nói mẫu thì các bác cân lên các biết ngay. Nó là một cân, tính thế này nó là tới hơn 1 cân 9. Hơn 1 cân 9 các bác nhá. Thế khi đóng bao bì và gửi cho các bác nó tới hơn 2 cân. Thế còn cái sào mỏng nó chỉ có chưa tới 1 cân rưỡi thôi nhá. Đó là sào 6 mét dày này, nó là tôi tính nó là 1 cân 9 đi, nó hơn 1 cân 9 đấy. Thế còn sào 5 mét dày. Sào 5 mét dày này. Sào 5 mét dày thì sẽ là 1 cân 6, hơn 1 cân 6 một chút. Mà tôi tính 1 cân 6 nhá. Đấy, các bác nói dày hay mỏng hay không thì các bác căn cứ theo cái trọng lượng của nó ấy. Đấy, hàng đây là hàng dày. Nếu mà các bác đạt đúng 1 cân 6 hơn như này thì nó là hàng dày. Còn trường hợp nó mà không đủ như vậy thì chắc chắn sẽ là hàng mỏng. Đây, cái 5m này. Còn cây 4m. Đây, cây 4m. Cây 4m cũng là... Đây, tôi lại cầm nhầm cái 5m rồi. Tôi biết đây. Cây 4m, shop cũng kinh doanh là hàng dày luôn. Các bác nhé, cũng có hàng dày. À. Đối với hàng dày cây 4m thì nó sẽ đạt 1 cân 2. Đạt 1 cân 2. Thế còn đây là tôi cũng có một cái cây sào 4m, nhưng mà nó là dạng sào mỏng. Sào mỏng nhá. Thì các bác sẽ so sánh này, 4m dày đạt 1 cân 2, thì 4m mỏng nó thực tế được bao nhiêu nhá. Đây có 8 lạng thôi các bác nhá. 8 lạng. Đấy, 8 lạng. Thì bây giờ tùy vào mục đích sử dụng. Đối với cái sào mà 5m và 6m là chủ yếu anh em là dùng để giật cành này, đi gác cu này, dùng trong nhiều mục đích mà cần cái độ cứng kép nhá, cần độ cứng kép thì là anh em chủ yếu là chọn sào dạ, sào loại dày. Thì shop sang kinh doanh toàn bộ mẫu 5m và mẫu 6m là toàn bộ sào dày hết nhá. Toàn bộ sào dày hết. Còn đối với cái mẫu 4m thì là dùng cho anh em là hay chơi bẫy khuyên, bẫy mèo. Nhiều khi là không dùng trong cái mục đích giật cành mà anh em cần nó nhẹ nhàng thì một số bác cũng có lựa chọn cái mẫu sào mỏng để cho nó nhẹ nhàng, thì là shop sẽ có cái mẫu sào mỏng cho các bác. Mẫu 3m cũng có mẫu mỏng các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý này, 3m, 4m thì có mẫu mỏng, còn 5m, 6m là shop quay ra làm toàn bộ mẫu dày hết nhá.
còn dày hay mỏng không thì các bác cứ căn cứ theo cái trọng lượng nhé. Rồi, hàng thì ship COD đi toàn quốc nhá. Các bác có nhu cầu vui lòng alo trực tiếp qua số điện thoại bên dưới màn hình nhá. Ship COD toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá. Để theo dõi nhiều clip giới thiệu về nhiều sản phẩm khác đối với các bác nhá. Rồi, xin chào.